Rồi, trại bò giống Vinh Nguyễn ở Mang Thít Vĩnh Long. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trại bò Vinh Nguyễn là ở Vĩnh Long, mà chợ Vĩnh Long xuống khoảng 22 cây số nha. Sát lộ lớn luôn. Hôm nay có về cái lô này là 10 con. 10 con này được kem 3B vỗ béo nha. Bò nằm 10 tháng tuổi. Xương sóc rất là lớn luôn. Đây. 10 con này thì nó đều một cỡ một à. Chiều cao nó đều một cỡ một à. Có con thì nó mập, có con thì nó hơi dẻo bò một chút, nhưng xương sóc rất là to nha. Cái giá rất là mềm luôn cô chú anh chị, 18 triệu. Lô này là 18 triệu một con. 18 triệu một con được lỡ nha, vỗ béo nha. Con này thì mình vỗ kịp Tết luôn nha. Giờ tới Tết là vừa tới thịt luôn. Rồi cái lô này 10 con nha. Đây. Ăn hết rồi ăn cái bụng. Xương lớn hết rồi, rồi giờ mấy con này nuôi rất là mau vô thịt nha. Nó đang nó đúng là mình đo cho cô chú anh chị nha. Ăn uống mạnh dữ lắm. Rồi 10 con. Đồng giá là 18 triệu. Đây mình quay lựa một cỡ bò một luôn. Đây quay xa xa cho cô chú anh chị nhìn hình dung thấy hết con bò nha. Năm 9-10 tháng tuổi nha, 18 triệu một con. Chân móng là khỏi lo, bao hết chở tới chỗ mà. Chân móng có vấn đề gì thì không, mình không không phải mua. Rồi cô chú anh chị thích con nào thì mình mua con đó nha. Đồng giá là 19 triệu, 18 triệu, lô này 18 triệu. 10 con là 18 triệu một con. Mai có gì cái lô 19 triệu bên kia hơi lớn hơn. Bên kia siêu xám đồ. Bobby. Nhắc lại là lô này 10 con nghe, đồng giá là 18 triệu một con nghe cô chú anh chị, 18 triệu một con. Rồi cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã tin tưởng ủng hộ trại bò Vinh Nguyễn suốt thời gian qua nha. Chúc cho cô chú anh chị mình chăn nuôi thành công nha. Cô chú anh chị mình có bò thịt thì alo cho trại bò Vinh Nguyễn nha. Cô chú cần bò nuôi thì mình có bò nuôi luôn. Cái lô này ngày mai là 19 triệu nè, cái lô này 20 con. Siêu xám nha, xương sóc lớn lắm, bò cứng bò lắm rồi. Nó đang nó đúng là hết ý luôn. Vô. Xác vô. Thôi. Mở đi chú, mở đi.